Hello các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh kiếm tiền online của mình. Sau mỗi video mà mình review, nếu các bạn thấy hay, hãy nhấn nút đăng ký kênh và chia sẻ cho mọi người để ủng hộ mình nha. Rồi, thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một trang web kiếm 5 loại coin hoàn toàn miễn phí các bạn. Đó là trang web chính Lucky Bit là nay đi ha các bạn. Rồi, ok. Thì đường link tham chiến ở trang web này mình để phía dưới video ha. Các bạn nhớ xem đến cuối video thì mình sẽ tiến hành rút tiền trực tiếp cho bạn xem luôn, để xem liệu trang web này trả tiền như thế nào ha. Rồi, thì trước khi hướng dẫn các bạn đăng ký tài khoản á, thì mình sơ lược một chút thông tin về trang web này. Hình như các bạn đã thấy đó, đây là giao diện chính. Khi chúng ta đăng nhập vào bên trong thì trang web này nó đã khởi chạy được 22 ngày ha các bạn. Ê, xin lỗi các bạn, là không phải, cái này nhầm. Cái này là cái phần mở thưởng của nó, là nó 22 ngày nữa nó mở thưởng. Rồi, ok. Thì ở đây như các bạn thấy nè, là đối với cái phần rút tiền á, là nó sẽ xử lý cho các bạn ngay lập tức ha. Rồi, ở đây nó hỗ trợ hai địa chỉ ví. Thứ nhất là ví PhoneSetPay, tức là ví này. Đây là ví PhoneSetPay ha. Nếu mà bạn nào đã theo dõi video của mình nhiều thì có lẽ là các bạn rành cái này ha. Thứ hai là ví Ebrex Crypto, đây, tức là ví này. Rồi, Ebrex Crypto này ha các bạn. Ok. Rồi, thì đó là hai địa chỉ ví nó hỗ trợ. Thì ở đây á, các hình thức kiếm tiền của nó như là nó claim, PhoneSet claim nè các bạn, giải soát link ngắn, quay xuất sắc, cũng như là mua vé số ha các bạn, mở thưởng đó. Rồi, ok. Ở đây á, nó đang có là 3.163 người chơi, tổng số lượt rút đang là 92 USD, và tổng số, xin lỗi các bạn, là tổng số tiền nó trả đang là 92 USD, và tổng số lượt rút đang là 3.951 lượt rút. Rồi, ở đây 5 loại coin nó hỗ trợ thấy các bạn là Bitcoin, Bitcoin Cash, Dog, Litecoin và đồng Ethereum. Ok, ở đây là lịch sử rút tiền các bạn của những người chơi nè. Rồi, ok, thì đó là mình sơ lược một chút thông tin về trang web này. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn đăng ký tài khoản ha. Thì để đăng ký tài khoản trên trang web này á, các bạn bấm vào nút Register nè. Rồi, sau khi register, bấm vào nút register xong thì các bạn điền email, username, mật khẩu. Sau đó các bạn điền lại một lần nữa mật khẩu. Rồi. Sau khi xong thì các bạn là nhấn register là xong ha. Ok, ở đây cá nhân mình đã có tài khoản rồi cho nên mình đăng nhập vào bên trong luôn các bạn. Login nè. Rồi. Rồi, thì sau khi đăng nhập vào bên trong thì đây là diện chính của nó ha các bạn. Ở đây á, cái số tổng mình đang có là 0,01 USD nè. Mình có 35 năng lượng và mình chưa có đầu tư. Và tổng số claim của mình là 3, giải soát lên là 10. Ở đây là các cái đồng coin của nó hỗ trợ 5 loại coin ha các bạn. Cho hai địa chỉ ví, thứ nhất là PhoneSetPay, thứ hai là ví Ebrex Crypto hồi nãy mình cho các bạn coi bên ngoài đó. Một cái nữa là ở đây, tức là LV của các bạn. Khi các bạn là lên LV á, thì các bạn sẽ nhận bonus tương ứng ha. Ở đây thì nó không có nêu rõ là các bạn nhận bonus là bao nhiêu. Thì các bạn tham chiến càng lâu, LV càng cao thì bonus càng nhiều ha. Các bạn kiếm được tiền càng nhanh ha. Rồi, ở đây là rút cái phần rút tiền ha. Min rút của nó nè các bạn. Các bạn bấm vào PhoneSetPay nè. Min rút của nó là 0,01 USD ha các bạn. Nên là mình đủ min rút của nó đó. Chút xíu mình rút tiền luôn ha. Rồi, thì đó là mình sơ lược một chút thông tin về các bạn điều khiển. Mình sẽ sơ lược từng mục ở bên đây để các bạn nắm rõ. Tuy nhiên mình chỉ sơ lược những mục cần thiết cũng như là kiếm tiền nữa ha, những mục không liên quan thì các bạn vào đây tìm hiểu thêm nha các bạn. Rồi, thì tiếp theo là ở cái phần mục referral nè các bạn. Thì như các bạn đã thấy ha, cái đường link giới thiệu của bạn nằm ở đây. Đó. Rồi. Bạn dùng đường link này giới thiệu cho bạn bè, bạn sẽ nhận được 20% trên tổng số tiền họ kiếm được ha các bạn. Ở đây các bạn thấy nè, mình đang có referral là 0 ha. Mình hoàn toàn cài chay các bạn. Là vẫn đủ min rút bình thường ha. Rồi, tiếp theo là một leaderboard. Thì cái mục này là bảng xếp hạng người chơi thôi các bạn. Không có quan trọng ha. Rồi, tiếp theo là một EV money nè các bạn. Tức là cái phần này á, là các bạn làm nhiệm vụ mỗi ngày, ví dụ các bạn claim 30 lần thì các bạn vào đây để nhận tiền thưởng là 0,001 USD và 10 năng lượng. Đó, tương ứng vậy, nếu các bạn giải 25 shot link, các bạn sẽ nhận được 0,001 và 10 năng lượng. Ở đây các bạn bấm vào dấu check là sẽ nhận được thôi ha các bạn.
Rồi, hai phần còn lại dưới cũng vậy. Tiếp theo là một chai, một này là các bạn là dùng tiền đặt cược của các bạn để quay số thôi. Ở đây mình không có tham gia phần này cho nên các bạn nếu muốn tham gia các bạn vào đây tìm hiểu thêm ha. Rồi, tiếp theo là một auto fold set. Thì để auto fold set á thì các bạn cần phải có năng lượng. Cái phần auto fold set nè, mình đang có 35 năng lượng nè. Thì bây giờ mình có năng lượng rồi cho nên mình mới tiến hành thực hiện auto fold set được ha các bạn. Thì các bạn bấm vào đây. Rồi sau khi bấm vào đây á, các bạn đợi khoảng 10 phút. Đó, thì các bạn sẽ nhận được là 0,0007 USD. Đó. Nó chạy hết cái năng lượng rồi các bạn sẽ nhận được tiền thôi. Sau đó là nó trừ các bạn đâu đó là khoảng 10 hay 20 năng lượng gì đó, mình không nhớ rõ lắm. Rồi, các bạn sẽ nhận được 0,0007 USD ha. Rồi để tiết kiệm thời gian thì mình chỉ giới thiệu các bạn ở đây ha, cái chạy hết năng lượng là các bạn nhận tiền thôi. Các bạn yên tâm ha, miễn các bạn có năng lượng là được, cái phần energy đó các bạn. Rồi, tiếp theo là một manual faucet. Thì cái phần này á là cứ mỗi 5 phút các bạn vào claim một lần và các bạn sẽ nhận được là 0,007 USD và mỗi một ngày các bạn claim được 100 lần ha các bạn. Rất là ngon ha. Rồi các bạn claim cái này không đủ min rút nữa ha các bạn. Rồi, thì cách thức claim như thế nào? Các bạn đầu tiên các bạn đặt cái dãy số hoặc chữ theo thứ tự của nó trên này nè. Ví dụ nó để là 1 nè, thì bây giờ các bạn nhấn nút quên. 7 là xe bên nè, 2 là chua. Rồi sau khi xong á thì các bạn chọn captcha đã giải, nó có hai loại captcha. Thứ nhất là create captcha V3. Tức là nó có cái phần quảng cáo ở đây, tức là V3 là vậy ha các bạn. Sau đó các bạn nhấn collect your reward. Thứ hai là một captcha chữ. Đó, các bạn chọn ở đây thì nó chuyển thành chữ. Thì các bạn nhấn sẵn chuyển rồi mình giải captcha luôn các bạn. Rồi ok, sau khi xong thì các bạn nhấn collect your reward. Rồi, nó để lại các bạn nhận được 0,0007 USD này ha các bạn. Vào cái số tổng rồi ha. Rồi thì đó là cái thức claim. Thì sau khi cái 5 phút nhảy ngược này hết thì các bạn bảo đảo vào đây claim một lần nữa ha. Rồi, tiếp theo là một short link. Phần short link này á thì nếu bạn nào đã theo dõi video của mình nhiều á thì các bạn cũng biết chiến trên phần này ha. Cũng khá là dễ chứ không có gì khó ha các bạn. Rồi, ở đây mỗi ngày á nó cho mình là 41 short link nè, tùy bữa ha các bạn, tùy bữa nó có quảng cáo nhiều hết nha. Short link á, ở đây mình đang có là 41 short link nè, tương ứng với 41 short link mình sẽ nhận về là 0,02 USD và nó số tròn ha các bạn. Vậy các bạn nhận về là 82 năng lượng, 82 energy nè các bạn, để các bạn sử dụng cho auto đó. Rồi thì bây giờ mình sẽ tiến hành test thử một cái cho các bạn xem. Thì bây giờ mình test ESD.io đi, các bạn bấm vào nút claim nè. Cái phần chuyển đổi của phần short link này nó hơi chậm ha các bạn, không liên quan gì đến mạng ha, cho nên các bạn cứ yên tâm ha. Tại nó chuyển đổi từ trang chính của thằng Nalokibit á, nó chuyển sang cái trang mà để mà nó giải short link ngắn á, thì nó khá là chậm. Tuy nhiên có lúc chậm có lúc nhanh ha, chứ không phải là lúc nào cũng chậm ha các bạn. Mỗi bữa mình giải nó cũng khá là nhanh á. Rồi sau khi nó chuyển về cái phần short link xong thì các bạn bấm vào click here to continue nè. Có quảng cáo thì các bạn cứ tắt đi ha, nhảy trang quảng cáo mới thì các bạn cứ tắt. Sau khi mà các bạn bấm vào phần click here to continue mà nó chuyển các bạn tiếp theo ở cái trang nó vẫn nằm ở cái trang là ESD.io phía trên á, thì các bạn đi đúng hướng ha. Sau đó các bạn nhấn continue nè. Rồi sau khi nhấn continue thì tiếp tục nó chuyển các bạn sang cái trang mới vẫn là nằm ở ESD ha, ESD.io nè. Thì bây giờ nó nhảy 5 giây, sau khi hết 5 giây này á, nó sẽ xuất hiện một cái chữ gọi là get link. Thì các bạn bấm vào đây để lấy đường link. Rồi, sau khi giải hết trơn cái phần short link ngắn của nó, thì các bạn nhận về là 0,0006 USD. Mà nó số tròn ha các bạn. Rồi, thì ở đây nó còn là 40 link nè. Và cái tiền này giảm xuống ha các bạn. Đó, các bạn nhận được 2 năng lượng nè, còn 80 nè. Ok, những cái phần short link còn lại các bạn giải tương tự như thế ha. Tiếp theo là một BTC nè. Thì cái mục này là các bạn xem quảng cáo để mà kiếm USD thôi. Cái này cũng khá đơn giản ha. Mình ví dụ ở đây á, cái mục New Crypto Money Faucet nè, các bạn xem quảng cáo này thì tương ứng với cái quảng cáo này các bạn sẽ nhận về là 0,0003 USD và các bạn coi trong 20 giây ha. Để mình test thử cái cho các bạn xem, ví dụ như 10 giây đi. Query BTC nè, các bạn bấm vào nút quát.
Sau khi bấm vào nút watch, nó sẽ chuyển các bạn đến trang mà nó quảng cáo ha. Các bạn đợi 10 giây, các bạn giữ ở đây 10 giây ha, các bạn bấm chỗ khác là nó sẽ không có nhảy dây ha, các bạn sẽ không hoàn thành nhiệm vụ. Rồi sau khi hết 10 giây thì nó sẽ xuất hiện một cái captcha. Ở đây á, nó không cho các bạn chọn captcha, nó chỉ có captcha chữ ha. Thì bây giờ các bạn giải captcha thôi. Rồi sau đó các bạn nhắn là verify. Ok. Rồi nó sẽ xuất hiện một cái trang quảng cáo ha, trang chủ của nó ha, là các bạn trở về cái phần trang chính là Nylucky bit thì các bạn là nhận được 0,0002 USD. Rồi ok, thì đó là một xem phần quảng cáo ha. Còn một lottery và một offer wall nữa. Offer wall này tức là giải khảo sát đường trình có bên can thiệp của thứ ba, cái bên thứ ba ha các bạn, cho nên là đồng thời điều kiện của nó là các bạn phải đặt là V5 thì các bạn vào đây để khảo sát ha. Các bạn nào mà chiến được cái này thì các bạn nên tham chiến ha, cái này rất là nhiều tiền ha. Rồi những phần còn lại không có quan trọng các bạn, như phần adversary và là false list ha. Rồi tiếp theo là một profile nè. Profile này là nơi các bạn là đổi mật khẩu cũ thành mới thôi, các bạn nhập mật khẩu cũ vào đây, sau đó các bạn nhập mật khẩu mới, sau đó các bạn nhấn nút change là nó sẽ đổi ha. Rồi một history này là nơi các bạn là xem cái lịch sử hoàn thành gì, các lịch sử làm nhiệm vụ cũng như rút tiền của các bạn ha. Rồi ok, mình vừa sơ lược từng một kiếm tiền cũng như là các thông tin cơ bản của trang web NylockyBit. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành rút tiền cho các bạn xem ha. Thì đầu tiên các bạn nhấn vào dashboard nè. Ở đây mình rút về ví Forsyth Bay ha các bạn. Mình rút BTC đi. Đó, rút BTC. Thì bây giờ nó để min rút là 0,01 nè. Thì mình rút cái min của nó ha. Ok. 0,01 nè. Tương ứng với 0,01 các bạn sẽ nhận về là 19 Satoshi. Rồi. Thì sau khi là các bạn nhập số xong thì các bạn lấy địa chỉ ví vào đây. Cách lấy địa chỉ ví như thế nào thì các bạn vào Forsyth Bay. Sau đó các bạn là vào deposit. Rồi các bạn thấy chỗ Bitcoin nè, các bạn click chuột vào đây, sau khi nó hiện chữ copy tức là nó đã copy thành công. Sau đó các bạn dán địa chỉ ví vào đây. Rồi sau đó các bạn kiểm tra lại bốn chỉ số cái đầu và bốn chỉ số cái cuối. Ok hết trơn. Thì các bạn nhấn withdraw. Rồi thì nó báo là mình vừa rút thành công là 0,01 USD, tương đương với 19 Satoshi nãy ha các bạn. Rồi thì để mình mở lịch sử cho các bạn xem. Withdraw nè. Đây nè các bạn. Mình vừa đặt lệnh rút là 0,01 USD cách đây khoảng 12 giây trước. Thì nó báo là đã thành công rồi ha các bạn. Đó. Thì bây giờ mình kiểm tra địa chỉ ví của mình. Đây nè các bạn, chính lúc xin lỗi các bạn là Nylucky Bit nè. Nó trả cho mình là 16 Satoshi ha, nó trừ phí của mình là 3 Satoshi ha các bạn. Và ngày 14 tháng 3 2021 nè các bạn. Rồi, ok. Thì mình vừa giới thiệu xong cho các bạn một trang web Nylucky Bit, trang web kiếm 5 loại coin hoàn toàn miễn phí ha các bạn. Các bạn có thể tìm hiểu thêm những trang web tương tự như trang web Nylucky này ở phần vào kênh của mình, các bạn vào danh sách, sau đó các bạn là chọn cái chỗ cái phần là web xem quảng cáo ngắn kiếm các loại coin. Ở đây có nhiều trang web tương tự như trang web Nylockybit này ha các bạn, để các bạn có thể kiếm thêm nhiều đồng coin sau khi mà các bạn hoàn thành ở trang web Nylockybit này ha các bạn. Rồi tương tự như những cái phần danh sách còn lại như là các web claim nè, hoặc là auto ở phần này nè, vân vân, các bạn có thể tìm hiểu thêm ở phần danh sách ha. Rồi thì video mình kết thúc tại đây. Nếu các bạn có thắc mắc gì hãy lại comment bên dưới các bạn. Đừng quên tham chiến ở trang web này, mình để phía dưới video các bạn, phần mô tả video ha. Rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào tạm biệt các bạn.